là làm quản trị rủi ro tích hợp ở bên VP Bank, làm team lead, làm tức là trưởng bộ trưởng nhóm. Công việc của em liên quan đến phát triển và xây dựng phương pháp luận cũng như là phương pháp tính toán theo chuẩn mực của ba rổ ấy, được tính toán vốn rủi ro. Thì FM Part 2 thì nó sẽ phụ thuộc nhiều nhất. Còn em thì em thiên về làm mảng về liquidity, về mặt thiết thực là về thanh khoản cũng như là thị trường thì nó cũng được nhiều. Thì ECB nó cũng support được về mặt kiến thức. Thì hồi trước thì em là làm về nguồn vốn ở ngân hàng thì cũng cũng có liên quan đến một số mảng đầu tư trên đây gì đấy. Không biết tất cả các cái chứng chỉ này thì nó cũng ở Việt Nam thì gọi là áp dụng được hay không thì cũng 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 chỉ để thật thì Việt Nam mình cũng thị trường nó cũng chưa có nhiều phát triển nên là cũng 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 chưa thể gọi là áp dụng nhiều. Nhưng mà về mặt công việc hiện tại của em làm thì em làm được trực tiếp với cả cấp trên là người nước ngoài, thì cũng được giao nhiều công việc liên quan đến phải tìm hiểu nghiên cứu các vấn quốc tế, làm với nhiều cả các tổ chức quốc tế thì phải phân tích báo cáo kiểu, thì FIM sẽ sử dụng nhiều nhất. Còn CFA thì nó liên quan đến đến nó phát triển cái kiến thức của em nhiều hơn, tức là chủ yếu là về phần FIM. Thực ra thì vẫn nhớ bập bọng nhưng mà chủ yếu là kỷ niệm với cả thế nhá, với cả Army Code là học online nhiều. Offline cũng cũng vui đấy nhưng mà chủ yếu là em nhớ Army Code là hình thức, tại vì cái hình thức học online nó tiện với em. Em cũng 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 cảm thấy cái đấy nó là cái ưu việt ấy nên là cũng muốn chia sẻ là học online theo cách cái vận hành hiện tại Army Code nó là tối ưu nhất. Còn offline thì hồi trước thì tại vì hồi trước cũng không có online nên là phải học offline thôi. Đợt đấy em cũng thấy mệt lắm tại vì đi làm, hồi đấy mới bắt đầu đi làm mà về cũng muộn, tại vì hồi đi làm thì biết là cũng phải phải quan sát sếp hoặc là cấp trên gì đấy thì cũng không về mới sớm được nên là cứ phải đợi muộn muộn xong lại chạy chạy tức tốc đến đi học, nó cũng mệt lắm. Nhiều cái kiểu cứ đến buổi tối học xong trôi tuột cái đầu ra, cộng thêm cuối tuần thì cũng học full cả cuối tuần ấy cũng chả tranh thủ đi chơi được. Còn học online thì đúng là mình học nào cũng được, kể cả mình học 10 đến 11 giờ xong lúc đấy mình ngủ một giấc rồi hoặc là mình đầu óc sảng khoái mình bật lên thì học vào nhanh lắm, nó cũng tiết kiệm thời gian được. Nếu mà thực ra em chia sẻ thật thì lúc mà mệt rồi thì đầu óc nó cũng không có tỉnh táo đâu mà hỏi đấy. Nên là chỉ sợ đến lớp các bạn ấy nằm ngủ gục trên bàn đã chụp cái gì thôi, chỉ sợ nhất cái mệt thì thôi chứ chứ cái việc đấy thực ra là tương tác thì mình tương tác có thể làm hỏi qua group chat được, còn quan trọng nhất là mình đầu óc mình tỉnh táo thì thứ nhất là mình vừa đọc sách vừa xem video là nó sẽ vào đầu rất là nhanh. Em nghĩ cũng cũng chả đến mức các kiến thức của các chương trình lại chả đến mức khó đến mức mình phải vừa cứ lại được khoảng 15 phút giảng lại phải hỏi một câu đấy. Thực ra thì giảng qua video thì hiểu nhanh và có lấn cấn gì thì sẽ nốt lại sau khi học xong thì bài đấy thì lại lên group chat hỏi được. Tại vì học kiến thức học kiểu online thì giống như đầu óc nó được chủ động vừa vừa xem và vừa chủ động suy nghĩ luôn, tư duy luôn nha, như vậy. Còn học cứ đến đến lớp học offline thì nhiều khi nó chỉ giải quyết được cái nhu cầu là nó yên tâm thôi, tức là mình được tương tác, mình nghĩ là mình tương tác trực tiếp nhưng mà dễ là xong quên lắm, về lại đọc lại từ đầu nó cũng mất thời gian. Xong sau khi mà quay lại Ambicode code làm học theo kiểu là mind map này và học theo kiểu là theo cái video và không gì không hiểu thì cứ ngồi xem video cho thật hiểu thì thôi. Đấy, quên mất là cái ưu điểm của video là không hiểu chỗ nào thì mình có thể tua đi tua lại xem được. Còn ví dụ đi học offline mình lúc ấy mệt quá thì mình chả nhớ được cái gì cả. Ví dụ học khoảng 2-3 tiếng thì học liên tục tì xong làm sao mà cái gì cũng vào đầu được. Lúc mình lên xong mình đến lúc mình mà làm học khoảng lâu lâu và xong quên hết. Nó mất thời gian như vậy. Tất nhiên là cô Phương thì vì cô dạy dễ hiểu và cô tư duy giống tư duy rất là tự nhiên đấy, em là tự nhất là cách tư duy tự nhiên của cô Phương. Ví dụ như là giảng một cái thứ xong cô sẽ bảo là cái này khó thật thì nên là không nên là suy nghĩ máy móc mà sẽ suy nghĩ từ những cái điều đơn giản nhất. Thì giống như là cái cách tại vì cô giảng rất dễ hiểu tại vì cô cũng
cũng hiểu vấn đề, nên là cô sẽ cái điểm xuất phát mọi thứ dạo của cô thì sẽ một cái dễ tiếp cận hơn mọi người. Ví dụ như là cái đồ thị payoff của option thì cô hiểu luôn là nếu mà nó lòng ngoằng này thì học sinh sẽ không hiểu được, thì lại có những cái mẹo như là để nhầm nhầm đến đấy. Sau khi học mẹo xong thì cô cũng bảo là học mẹo nó cũng không 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 chỉ học mẹo đâu, mà có thể là để hiểu thực tế thực chất nó là cái gì thì lại liên tưởng đến những cái cây thực tế. Thì đấy, tức là vừa dạy mẹo nhớ, thứ hai là vừa dạy được tại sao nó lại tồn tại cái vấn đề này. Nó cũng vào đầu rất là nhanh. Tư duy tự nhiên tức là mình không phải gò bó để nhớ một cách máy móc, mà mọi thứ nó xảy ra đều có nguồn gốc và cái tự nhiên của nó thôi. Tại vì thực ra thì bây giờ em chơi C thì kiến thức không va chạm nhiều, nhưng mà bây giờ em vẫn nhớ rất là sâu những kiến thức cô dạy. Trở thành level 3 thì em học thực ra thì cũng gọi là học 2 lần nên là thuộc rồi, nhiều cái vẫn nhớ. Nhưng mà chủ yếu nhớ nhất là học AmiCode thôi, tại vì đúng em nhớ từng giống như từng cái trang mind map một ấy. Đấy, tại vì cũng lưu ở đầu nhiều, tại vì hiểu hiểu vấn đề dễ là nhớ nhớ lâu. Về mặt dạy thì cô Phương là người để lại ấn tượng nhất, tại vì nó rất dễ hiểu và dạy dễ hiểu và dễ đi vào lòng người. Tư duy, tại vì học cách cô Phương tư duy nó cũng cũng rất là sáng ấy. Tức là kiểu mọi thứ nó rất là rõ ràng, nó không phải là cứ mù mờ mà cứ kiểu kiểu lòng ngoan làm gì. Đúng là mọi thứ đúng là nên tiếp cận theo hướng Ngô Phương. Cái cách tư duy đấy nó không chỉ áp dụng trong trong học mà cũng trong công việc em ạ. Cũng phải tự tự khoe, nhưng mà đúng là tất nhiên là cũng phải có một chút năng khiếu, chứ không phải là không có năng khiếu bắt được. Nhưng mà nói chung chủ yếu thì cũng nhiều phần nhiều vào cái mô hình học, tại vì em cảm thấy cái mô hình học của AmiCode phù hợp với em nên em theo luôn. Tại vì như chị nói là cái bước khởi đầu ấy, tức là mình chưa biết, mình phải mò mẫm con đường đúng ấy thì nó mới khổ. Nhưng mà sau khi em chỉ cần học một một level hoặc là một phát trong buổi kỳ thi em thấy hợp ý, thì em cứ duy trì đúng cái nếp đấy và em học học thì nó sẽ phát dần dần. Ví dụ như là bây giờ mà AmiCode cũng duy trì mô hình học online và mở khóa học của ACC hoặc cái gì chẳng hạn, thì ví dụ em vẫn theo được, tại vì em quen cách học rồi và em có thể pass, em có thể tự tin là em có thể nhiều khả năng em pass tiếp về chứng chỉ đấy nếu mà AmiCode dạy thêm đấy. Tại vì mình chỉ cần tìm được con đường đúng thì mình cứ theo vào đấy thì mọi thứ nó cứ suôn sẻ, không có vấn đề gì cả. Em cũng chia sẻ mọi người là em thi giống như là 3 kỳ thi trong vòng 1 năm, tại vì tháng 11 năm ngoái em thi phát 1 này, tháng 5 giữa xong em thi level 3 này, xong phát 2 này. Thực ra thì mọi người cứ bảo sức trâu đấy vừa đi làm vừa đi học cả, nhưng mà em cũng chia sẻ tại vì nếu mà học online thì mình phân bổ thời gian hợp lý thì mình vừa đi chơi được, vừa đi làm được, vừa đi học được, không có vấn đề cả mà rất hiệu quả luôn đấy. Còn nếu mà cứ kiểu học offline như kiểu là dồn ép hoặc là cứ đến buổi tối hoặc là cuối tuần là ngồi dồn một cục thì thứ nhất là cảm thấy nó không hiệu quả, thứ hai là cảm thấy nó không có đủ thời gian để học ấy. Còn học online thì mình có thể chủ động sắp xếp thời gian, tiết kiệm nữa, vừa chủ động vừa tiết kiệm được, nó đạt hiệu quả tối đa. Cái mind map của bên 50 code là đủ công phu thật, cái đấy nó cũng giúp em rất là nhiều ấy. Đấy, thật là cái cách tư duy theo kiểu đấy nó tiết kiệm thời gian, mà nó không phải riêng áp dụng việc học đâu, mà nó áp dụng trong mọi thứ trong cuộc sống. Suy nghĩ nó theo kiểu như là kiểu top down, tức là mình suy nghĩ từ cái lớn sang cái nhỏ, mình bổ sang cái nhỏ, mọi thứ nó kiểu theo cái đấy nó, và bộ cái nó cứ một nhánh nó cứ rất là rõ ràng đấy. Cái đấy nó giống như là tư duy giải quyết vấn đề được ấy, nên là nó giúp hơn nhiều nhiều thứ chứ không phải là mỗi việc học. Thì em cũng chia sẻ thật thì các bạn nên bắt đầu C++ trước, bởi vì thứ nhất là FIM Part 1 thì nó cover khoảng 70-80% kiến thức của C++ Level 1, Level 2 rồi. Và C++ nó cũng sẽ dễ tiếp cận hơn FIM nhiều. Thế là giáo trình, em thật là giáo trình C++ viết nó chuẩn chỉnh hơn FIM. Thứ hai nó cũng là một cái study mà nó được nhiều người biết đến. Nên là các bạn khởi đầu sự nghiệp là nên là C++ cho mọi người biết đến nhiều hơn. C++ hơi đặc thù. Đấy. Và thực ra thì nếu mà em thì thật có thể các bạn nên sau khi được pass vào 2 level C++ rồi thì các bạn có thể theo FM không muộn. Thứ nhất là tiết kiệm sức lực, tại vì em chia sẻ thật FM Part 1 em học nhanh lắm, tại vì cũng toàn những cái học biết rồi, học C++ rồi. Thì sau khi pass được Part 1 thì Part 2 thì đúng là nó C++ không cover gì cả, thì cũng phải cố gắng mà đọc và học nghiêm chỉnh thôi. Còn FM Part 1 thì chủ yếu là ngồi luyện bài tập và thi thoảng đọc mind map của AmiCode, nó không cần đọc sách nhiều đâu, tại vì nó cover hết rồi. Thì tiết kiệm thời gian, Part 1 em học trong khoảng 2 tháng thôi,
hoặc là không phải 2 tháng, mà 2 tháng đấy là 2 tháng từ khi em đăng ký là tháng 9, còn tháng 11 là thi rồi, thì đúng là từ lúc đăng ký bắt đầu đăng ký học của em mới cốt là đến lúc thi là 2 tháng, nhưng mà học thời gian học thực tế là chỉ 1 tháng thôi, tại vì toán như các biết rồi, em chủ yếu em trước khi thi em làm đề chính đấy, sau đấy là lời khuyên các bạn em bắt đầu học C++ trước, tại vì nó cũng là một cái, thứ nhất là một cái kiến thức tiền đề cho FAM này, thứ hai là nó cũng là một cái nó sẽ tiếp cận hơn này, thứ ba là nó dù gì nó C++ nó vẫn là một cái nó mang tính mọi mình biết đến hơn, và nó cũng là cái danh giá hơn. Em thật là danh giá thì chính là C++ danh giá thật, tại vì nó là một cái cộng đồng lớn, và nó cũng là một cái có thể C++ nó không phải là đi chọc thù mà cái cả, nhưng mà đã nhắc đến tài chính thì ai biết đến C++, cũng chả phải khoe hoặc là chả phải giải thích cho người ta C++ là cái gì đấy, nên là mọi các thế là C++ là cứ mọi người các em cứ theo C++ đi, còn em nếu mà em nào thích rủi ro hoặc là mà cảm thấy nó phù hợp thì đi tiếp,